MC đến từ SDCC. Không biết là em có thể phỏng vấn anh chị một vài câu được không ạ? Dạ, em xin phép, em có thể di chuyển ra bên đây. Dạ, em xin phép ạ. Anh ơi, không biết là đến với lại triển lãm năm nay thì gian hàng của mình đã mang đến những sản phẩm gì đến cho quý vị khách hàng tham quan ạ? À, năm nay thì tham gia triển lãm Vietbuild 2020 này thì Vinmart cho ra đời, ra mắt rất là nhiều những cái mẫu mới. Chẳng hạn như là một cái mẫu bếp, tủ bếp ở đây đi. Thì tất cả có thể thấy là đây là một sự tinh tế trong cái thiết kế, rất là tỉ mỉ trong thiết kế, kết hợp giữa những cái vật liệu mới, những cái mẫu mã, những cái vật tư cộng với lại những cái thiết bị hoàn toàn là hiện đại, mang đến cho một khách hàng một không gian sống là đẳng cấp. Đẳng cấp. Ở đây là hai bên bếp, thì không biết đây là được dùng làm cái khu vực này dùng để làm gì vậy ạ? À, ví dụ như là em đang thấy ở đây là một cái bàn đảo quyệt, bàn soạn để cho khách hàng có thể nấu nướng và tương tác với lại người nhà mình ở đây, có thể ăn uống ở đây. Thì ở đây là một cái bếp này mới của chúng ta, là kết hợp giữa bếp nấu và máy hút. Máy hút nằm trên bếp luôn. Thì khi mà nấu nướng thao tác, tất cả khói, mùi hôi có thể được hút ngay trực tiếp tại cái bếp này luôn. Chứ không phải cồng kềnh như những cái thiết kế cũ của chúng ta có những cái máy hút để treo ở phía trên. Thì đây là một cái dạng thiết kế mới. Em thấy với không gian này thì chúng ta có thể vừa nấu nướng mà vừa thưởng thức các bữa cơm cùng với gia đình của mình, mà không phải là mình để bếp của khu vực hút để mình có thể có trang trí những cái máy hút ở phía trên. Cũng rất là tiện lợi đúng không ạ? Đúng rồi, rất là lợi. Mà không biết là ngoài sản phẩm này thì gian hàng của mình Vinmart đã mang đến những cái tiện ích nào nữa dành cho quý khách hàng? Sản phẩm này là kết hợp rất là nhiều những cái vật liệu mới. Em có thể thấy tất cả những cái chi tiết ở đây, những cái đường nét sản xuất rất là sắc nét và tỉ mỉ. Dạ. Kết hợp giữa những cái inox này, nó là đây là những thủ công này nè. Đây là những cái kỹ thuật sản xuất. Dạ. Kỹ thuật sản xuất phải nói là rất là công phu. Dạ. Công nghệ riêng của Vinmart. Và những cái chỉnh chu trong thiết kế. Khi mà Vinmart là một trong những đơn vị là thiết kế sản xuất thi công nội thất theo đo đi đóng giày theo từng nhà khách. Ví dụ như là khách hàng có một biệt thự hay là một căn hộ nào đó, Vinmart sẽ thiết kế trọn gói hết, sản xuất thi công. Nhà máy của Vinmart được đặt ở khu công nghiệp Tân Phú Trung ở ngay Củ Chi, với diện tích là hơn khoảng 25.000 m², máy móc tất cả vật liệu là nhập khẩu hết. Nên bây giờ là sự chủ động cũng như là cái công suất của Vinmart là hoàn toàn đáp ứng được cả những khách hàng lẻ lẫn những cái dự án lớn trong và ngoài nước. Như bảo Trân thấy là những thiết kế của mình rất là sang trọng, rất là hiện đại và phù hợp với các gia chủ có mong muốn là mình sẽ có những sản phẩm để mang đến sự tiện ích cho ngôi nhà của mình. Không biết là đến với triển lãm Vietbuild năm nay thì gian hàng của mình đã mang đến những chương trình khuyến mãi nào cho khách hàng anh ạ? Về chương trình khuyến mãi thì hiện tùy vào cái gói mà khách hàng đặt của bên Vinmart, tùy vào giá trị thì khuyến mãi là tùy giá trị có thể là tối đa là 10%. Đây là 10%. Thì chi tiết thì có thể tại vì cũng khá là nhiều cái nội dung bên trong, có thể khách hàng đến tham quan trực tiếp để có thể nhận được những cái chương trình khuyến mãi đó, hoặc có thể ghé showroom của Vinmart cũng được. Showroom của Vinmart là 67 Trần Quốc Hoàng, gần ngay khu sân bay. Không thì mình có thể mình tham quan tiếp những cái không gian bên trong. Bảo Trân cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh, và có thể là Bảo Trân xin phép được vào bên trong để tham quan nhiều hơn những sản phẩm của gian hàng ạ. Xin mời quý vị. Có thể thấy đây là không gian của một cái phòng ngủ rất là sang trọng và hiện đại, cùng với đây là một cái tủ quần áo. Nhưng mà nhìn như thế này thì mình có thể dễ dàng nhận ra là các quần áo của mình, những cái vật dụng mình đang tìm kiếm nó đang ở đâu. Nó sẽ tránh được cái tình trạng lộn xộn, cũng như là mỗi sáng mình sẽ không biết là mình sẽ nên chuẩn bị vị trí những cái đồ vật mình mong muốn lấy ra là như thế nào. Là sự phối hợp giữa những cái vật liệu, những cái chỉnh chu trong thiết kế ở đây chúng ta thiết kế theo đo đi đóng giày theo nhà khách, thì ở đây kết hợp giữa vật liệu là veneer, kết hợp với inox và cả vải, tạo nên một cái không gian nó là thực sự là đẳng cấp cho khách hàng. Là khách hàng có thể khi mà đến bạn bè đến chơi hay gia đình đến chơi có thể thể hiện được đây là cái phong cách sống của tôi, đây là một cái gu thẩm mỹ nhất định của tôi, và chỉ có mình tôi là có một cái bộ này, chúng ta tự tin nói được điều đó. Dạ, ở trên cảm ơn anh rất nhiều, và hy vọng rằng với những vị khách hàng đang mong muốn có những cái thiết kế nội thất cho ngôi nhà của mình có thể ghé thăm gian hàng của Vinmart, và cảm ơn anh rất nhiều.